Chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta tiếp tục ôn tập tiết 2, bài 25, giao thoa sóng. Buổi trước thì thầy cho chúng ta một bài tập về nhà. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn bài tập này. Bài tập là trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng yng, khoảng cách hai khe S1, S2 là 2 mm, khoảng cách từ S1, S2 đến màn là 3 m, bức sóng ánh sáng là 0,5 micromet, bề rộng trường giao thoa là 3 cm. Câu A, tính khoảng vân. Câu B, tìm số vân sáng và vân tối quan sát được trên trường giao thoa. Câu C, khoảng cách giữa vân sáng bậc 2 và vân tối thứ 5. Trong hai trường hợp là chúng ở cùng bên so với vân trung tâm. Trường hợp thứ hai là chúng ở hai bên so với vân trung tâm. Câu D, tìm số vân sáng giữa hai điểm M cách 0,5 cm và N cách 1,25 cm so với vân trung tâm. Thay ánh sáng trên bằng ánh sáng có bức sóng là 0,6 micromet thì số vân tăng hay là giảm? Câu F, di chuyển màn quan sát ra xa hai khe, số vân sáng quan sát được quan sát tăng hay là giảm? Tính số vân sáng khi d phẩy bằng 4 m vẫn dùng ánh sáng có bức sóng là 0,6 micromet. Tóm tắt ở đây, khoảng cách giữa hai nguồn là 2 nhân 10 mũ trừ 3 m. Khoảng cách từ hai nguồn đến màn là 3 m. Bức sóng là 0,5 micromet bằng 0,5 nhân 10 trừ 6 m. Bề rộng trường giao thoa là 3 cm. Đổi ra là 3 nhân 10 mũ trừ 2 m. Giải. Khoảng vân thì làm ra đi trên A. Thay vào chúng ta sẽ tính ra được 0,75 nhân 10 trừ 3 m hay là 0,75 mm. Câu B, số khoảng vân trong nửa trường giao thoa là N bằng L trên 2 rồi chia tiếp cho Y và bằng 20. Vậy số vân sáng là bằng 2N cộng 1 và 41 vân. Số vân tối là 40 vân. Hai câu này thì thầy thấy các em giải là rất là chính xác, tất cả các bài mà các em gửi cho thầy. Câu C, vị trí vân sáng bậc 2. Ở đây vị trí vân sáng bậc 2 bằng K lần khoảng vân. Vân sáng bậc 2 tương ứng với K bằng 2. Và nhân với khoảng vân thì chúng ta ra được là 1,5 nhân 10 trừ 3 mét, hay là đổi ra mm là 1,5 mm. Vị trí vân tối thứ 5. Vị trí vân tối thứ 5 là K dương thì tương ứng với bằng 4. Vậy thay vào biểu thức của nó thì chúng ta sẽ thu được là 3,375 nhân 10 trừ 3 mét hay là 3,375 mm. Nếu chúng ở cùng bên so với vân trung tâm, D lúc này tính ra được là 1,875 nhân 10 trừ 3 mét. Còn nếu chúng ở khác bên so với vân trung tâm là 4,875 nhân 10 trừ 3 mét. Thì đây, công thức là nếu ở cùng bên thì là hiệu, còn nếu ở khác bên thì chúng ta tổng lại với nhau. D, số vân sáng giữa M và N thì ta áp dụng cái công thức về tìm số K. Ở đây bằng xm trên y nhỏ bằng k và nhỏ bằng xn trên y. Thì thay vào thì chúng ta sẽ thu được là k là lớn hơn 6,66 và nhỏ hơn bằng 16,66. Thì từ đó là k sẽ lớn hơn hoặc bằng 7 và nhỏ hơn bằng 16. Vậy từ 7 cho đến 16 thì có 10 giá trị của k thỏa mãn. Vậy là có 10 vân sáng giữa M và N. Câu E, nếu thay ánh sáng trên bằng ánh sáng có bức sóng là 0,6 micromet thì bức sóng tăng thì khoảng vân nó tăng lên. Vậy số vân sáng giảm đi với cùng một chiều dài của trường giao thoa như vậy. Câu F, di chuyển màn quan sát ra xa hai khe thì D toàn thuận thế nào nó tăng lên. Khoảng vân Y bằng lambda trên A tăng vì D tăng. Cho nên là Y lúc này sẽ tăng. Khoảng vân tăng lên thì số vân nó sẽ giảm đi. Cách tính cũng như câu B, với D phẩy ở đây là bằng 4 mét. Vậy từ đó thay vào công thức về khoảng vân thì chúng ta thu được là 1 mm. Số khoảng vân trong nửa trường giao thoa ở đây sẽ là 15. Và số vân sáng là 31 và số vân tối là 30. Một số em phản hồi kết quả của câu F thì thấy rằng không được chính xác. Vậy các em kiểm tra lại số vân sáng phải là 31 và số vân. Chúng ta sang phần 4, giao thoa với khe yng khi thay đổi khoảng cách d a. A, phương pháp giải. Ta có y
bằng lambda d trên a, suy ra là y tỷ lệ vì d. Nếu d là bằng d phẩy trừ d mà lớn không, thì ở đây ta dịch chuyển màn ra xa, ứng với y phẩy phải lớn hơn y. Còn nếu d bằng d phẩy trừ đi d nhỏ không, nghĩa là d phẩy mà nhỏ hơn d, nghĩa là ta đưa màn lại gần, thì ứng với trường hợp này là khoảng vân nó sẽ giảm đi. Ví dụ 1. Một khe hẹp F phát sáng ánh sáng đơn sắc lambda bằng 600 nanomet chiếu vào khe yên có khoảng cách giữa hai khe là 1,2 mm. Lúc đầu vân giao thoa được quan sát trên một màn M đặt cách một mặt phẳng chứa S1 và S2 là 75 cm. Về sau muốn quan sát được vân giao thoa có khoảng vân là 0,5 mm thì cần phải dịch chuyển màn quan sát so với vị trí ban đầu như thế nào? Nghĩa là chúng ta dịch chuyển lại gần hay là dịch chuyển ra xa? Tóm tắt, bước 6 là 600 nanomet thì ta đổi ra mét là 600 x 10 trừ 9 mét. A bằng 1,2 mm, đổi ra là 1,2 x 10 trừ 3 mét. D bằng 75 cm. Khoảng vân y phẩy bằng 0,5 mm, nghĩa là bằng 0,5 x 10 trừ 3 mét. Chúng ta dịch chuyển màn như thế nào? Hướng dẫn giải. Khoảng vân mới sẽ bằng lambda d phẩy trên A. Thì lúc này ta rút ra là khoảng cách thứ hai nguồn đến màn d phẩy bằng y phẩy a trên lambda, và ta thay các số liệu vào ta sẽ thu được của nó là 1 mét. Lúc đầu thì d ở đây là 75 cm, nghĩa là 0,75 mét, nên ta phải dịch chuyển màn quan sát ra xa thêm một đoạn là d phẩy trừ d bằng 0,25 mét. Vậy nghĩa là ở đây chúng ta phải dịch chuyển màn ra xa. Ví dụ 2. Thí nghiệm giao thoa ánh sáng yên với ánh sáng đơn sắc có bức sóng là lambda, khoảng cách giữa hai khe là a bằng 1 mm. Ban đầu tại M cách vân trung tâm là 5,25 mm, người ta quan sát được vân sáng bậc 5, giữ cố định màn chứa hai khe, di chuyển từ từ màn quan sát ra xa và dọc theo đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe một đoạn là 0,75 mét, thì thấy tại M chuyển thành vân tối lần thứ hai, bức sóng lambda có giá trị là, có 4 đáp án: A 0,60 micromet, B 0,50 micromet, C 0,70 micromet, D 0,64 micromet. Thì trong bài toán này chúng ta phải chú ý tới cái trường hợp di chuyển, thì giữ cố định màn chứa hai khe nhưng di chuyển từ từ màn quan sát ra xa và dọc theo đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe một đoạn là 0,75 mét, nghĩa là ta phải dịch chuyển màn đi một đoạn là 0,75 mét mà dịch chuyển ra xa. Thì thấy rằng tại M là chuyển thành vân tối thứ hai, đấy, cái điểm này chúng ta phải chú ý, nghĩa là ban đầu của nó là vân sáng, ở đây nó sẽ có hai cái vân tối là đi qua điểm M, vậy cuối cùng là nó dừng lại ở điểm M một cái vân tối thứ hai, hay là cái vân của nó là đi ra xa khỏi M so với vân trung tâm, hay là đi lại vân trung tâm qua điểm M. Cái chỗ này là chúng ta phải biện luận. Tóm tắt bài toán thì A 1 mm thì bằng 10 mũ trừ 3 mét, vị trí điểm M là 5,25 mm thì bằng 5,25 nhân 10 trừ 3 mét. Tại ban đầu ta tại vị trí M là có vân sáng bậc 5, nghĩa là KM bậc 5, khoảng di chuyển là delta D bằng 0,75 mét, và bây giờ thầy cho trước là K phẩy M, nghĩa là nó là sau khi di chuyển thì vị trí điểm M chính là vị trí vân tối thứ tư, K phẩy M bằng 3 và bước sóng năm đa bằng bao nhiêu. Thì tí nữa thì thầy sẽ giải thích cho tại sao lại K phẩy M bằng 3. Thì khi chưa di chuyển thì ta có là cái vị trí ở điểm M nó chính là vân sáng bậc 5, và XM ở đây là 5 lambda đi trên A, vân sáng bậc 5 so với vân trung tâm. Khi di chuyển M ra xa chính là vân tối thứ tư. Đấy, M bây giờ chuyển thành vân tối, mà khi mà nó di chuyển đi thì có hai vân tối chuyển động qua điểm M. Thì ở đây chúng ta nhận thấy rằng là D tăng, lúc này khoảng vân nó tăng lên, vậy là chúng ta thấy rằng các hệ vân của chúng ta nó sẽ bị giãn ra, vậy các vân nó sẽ bị đẩy ra xa vân trung tâm. Ban đầu là vân bậc 5 ở đây là ở điểm M,
Lúc này một vân túi sẽ bị đẩy ra ra. Tiếp tục một vân sáng lại bị đẩy ra và dừng lại ở vân túi tiếp theo. Thì nếu ở đây chúng ta sẽ đếm ở đây là vân túi thứ nhất này, vân túi thứ hai, vân túi thứ ba, vân túi thứ tư dừng lại ở điểm M. Mà vân túi thứ tư dừng lại ở điểm M thì tương ứng với K phẩy dương là bằng 3. Đấy, cho nên tại sao là K phẩy bằng 3? Khi di chuyển ra xa điểm M chính là vân túi thứ tư. XM sẽ bằng là K phẩy cộng 1 phần 2 lambda D cộng với delta D chia ra và bằng 7 lambda D cộng với 0,75 chia cho 2A. Từ 1 và 2 ta sẽ suy ra được là D bằng 1,75 mm. Nghĩa là ở đây chúng ta cho nó bằng nhau và ta rút gọn cái lambda trên A đi. Từ đấy ta rút D ra và ta sẽ thu được là 1,75 m. Và ta thay ngược lại ở một biểu thức 1 hoặc biểu thức 2. Thì đây ta tốt nhất là ta thay vào cái biểu thức 1 này. Với x bằng 5,25 mm và từ đấy ta sẽ rút ra là 0,60 micromet. Sang phần 5, đó là giao thoa khe nghiêng với nhiều ánh sáng đơn sắc. Câu A là giao thoa với nguồn ánh sáng có hai ánh sáng đơn sắc khác nhau. Bây giờ chúng ta không phải dùng một ánh sáng đơn sắc mà chúng ta dùng một nguồn phát sáng ra hai ánh sáng đơn sắc. Chúng ta dùng hai nguồn ánh sáng đơn sắc để chiếu vào bộ thí nghiệm của chúng ta. Thì lúc này trên màn ảnh chúng ta sẽ thu được không phải là một loại vân sáng mà chúng ta sẽ thu được. Lúc này trên màn ảnh chúng ta sẽ thu được hai hệ vân trùng nhau. Ở đây ta sẽ có một cái nhận xét là khi chùm đa sắc gồm nhiều bức xạ chiếu vào khe nghiêng để tạo ra giao thoa. Trên màn quan sát được hệ vân giao thoa của các bức xạ trên. Vân trung tâm là sự chồng chập của các vân sáng bậc K bằng 0 của các bức xạ này. Trên màn ảnh chúng ta sẽ thu được sự chồng chập của trong 3 trường hợp: của các vạch sáng trùng nhau, của các vạch tối trùng nhau, hoặc là vạch sáng của vân này trùng với vạch sáng của bức xạ kia. Ở đây các vân trung tâm của hai bức xạ nó sẽ trùng vào nhau. Xong cũng có thể là vân sáng của bức xạ này sẽ trùng với vân sáng của bức xạ kia, hoặc vân tối của bức xạ này trùng với vân tối của bức xạ kia, hoặc là vân sáng của bức xạ này trùng với vân tối của bức xạ kia. Đây, vân sáng của bức xạ này trùng với vân tối của bức xạ kia. Thì ở đây chúng ta sẽ có ba cái trường hợp như vậy. Ở đây chúng ta sẽ có một cái dạng một là vị trí vân sáng trùng nhau. Vị trí vân sáng của hai bức xạ đơn sắc trùng nhau tính lambda 1 là K1 lambda 1 D trên A. Và vị trí của vân sáng của bức xạ lambda 2 là K2 lambda 2 D trên A. Thì khi trùng nhau thì tất nhiên là vị trí đó sẽ phải bằng nhau. Vì cùng A và D cho nên ta rút ra được là K1Y1 bằng K2Y2, từ đấy là K1 lambda 1 bằng K2 lambda 2, cho nó K1 K2 vì thuộc số nguyên. Tiếp tục ta đưa ra cái tỷ số K1 trên K2 bằng lambda 2 trên lambda 1 và bằng một số P trên Q nào đó. Hay là bằng một số nguyên nhân P chia cho một số nguyên nhân Q. Thì từ đấy K1 có thể K2 có thể nhận các cái giá trị như sau. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vân trùng thì tại vị trí K1 và K2 bằng 0 chính là vân trung tâm trùng nhau. Đấy là vân đầu tiên mà trùng nhau. Tiếp đó là các vân trùng tiếp theo chúng ta gọi là vân trùng bậc 1. Thì khoảng cách giữa các vân trùng nhau chính là khoảng cách giữa vân trùng bậc 1 đến vân trùng bậc 0, nghĩa là vân trung tâm. Ở đây nếu như mà tính khoảng cách trùng nhau thì chúng ta chỉ việc bằng K1 nhân Y1 chính là khoảng cách từ vân trùng bậc 1 đến vân trung tâm, hoặc là từ K2 Y2 đến vân trung tâm. Vì vân trung tâm trùng nhau và K1 Y1 thì tất nhiên là bằng K2 Y2. Ở đây chúng ta sẽ lập một cái bảng về các vị trí trùng nhau tương ứng với mỗi các giá trị của K1 và K2. Thì đây tương ứng với P và Q ở 2P hoặc trên 2Q 3P vân vân. Thì các vị trí trùng tương ứng là P lambda 1 D trên A và 2P lambda 1 trên A vân vân 3, 4, 5, P. Chúng ta sang một cái ví dụ 1 là thí nghiệm nghiêng về giao thoa với khoảng cách giữa hai khe là 1 mm và D bằng 2 m. Hai bức xạ lambda 1 là 0,6 micromet và lambda 2 bằng 0,5 micromet cho vân sáng trùng nhau.
xác định vị trí trùng nhau này. Thì tương tự như lý thuyết, K1 lambda 1 bằng K2 lambda 2. Từ đấy suy ra K1 sẽ bằng lambda 2 trên lambda 1 nhân K. Thay lambda 1 và lambda 2 vào thì chúng ta sẽ thu được là 5 phần 6 K2. Từ đó ta lập một cái tỷ số là K1 trên K2, ở đây sẽ bằng là 5 phần 6, nghĩa là bằng P trên Q nào đó. Thì K1 ở đây sẽ bằng 5N và K2 bằng 6N. Vì K1 và K2 là các số nguyên nên ta chọn được K2 là bội của 6 và K1 là bội của 5. Có thể lập bảng như sau. Với N bằng là số nguyên liên tiếp là 0, 1, 2, 4, 5, vân vân. Thì K1 tương ứng là 0, 5, 10, 15, 20, 25. K2 là 0, 6, 12, 18, 24, 30, vân vân. Tương ứng cái vị trí trùng nhau là 0, 6mm, 12mm, 18mm, 24, vân vân. Thì cái này thì ta thay vào cái biểu thức x bằng K1, Y1 hoặc K2, Y2 thì ta sẽ thu được các cái giá trị này. Dạng 2 là khoảng vân trùng. Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vân cùng màu với vân sáng trung tâm. Đây chúng ta chú ý cái vị trí này. Giao thoa giữa hai cái bước sóng màu xanh và màu đỏ thì các vân trùng nhau thì nó sẽ tạo ra một cái màu khác, màu xanh và màu đỏ. Cho nên một số bài toán có thể nói cho chúng ta rằng là tìm cái khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vân sáng cùng màu với vân trung tâm. Thì vân trung tâm chính là vị trí vân của hai ánh sáng nó trùng nhau, nó sẽ tạo ra một cái ánh sáng màu khác. Thì các vân trùng nhau thì đều có ánh sáng giống như vân trung tâm. Chính vậy là chúng ta chỉ việc tính cái khoảng cách giữa vân trung tâm đến vân bậc 1 trùng nhau, hoặc là khoảng cách giữa các vân trùng nhau này cạnh nhau, các vân trùng nhau cạnh nhau. Thì đây chính là khoảng vân trùng nhau ở vân trùng nhau bậc 1 và vân trùng nhau bậc 2, vân vân. Thì khoảng vân trùng nhau của nó chính là bội số chung nhỏ nhất của hai khoảng vân của hai bức xạ lambda 1 và lambda 2. Số vạch quan sát được trên trường L. Thì bây giờ bài toán đặt ra là chúng ta tính xem là bao nhiêu vạch sáng quan sát được trên cái màn ảnh của chúng ta. Thì ở đây nó sẽ có là tổng các vạch sáng của vân xạ lambda 1 và tổng các cái vạch sáng của bức xạ lambda 2. Nhưng ở đây có một số vân trùng nhau, cho nên hai vân trùng nhau thì tương ứng chỉ được tính là một vân. Vậy chúng ta phải tổng các vân sáng của lambda 1 và các vân sáng của lambda 2 rồi trừ đi số vân trùng nhau. Số vạch quan sát được trên cái đoạn MN thuộc với trường giao thoa. Chẳng hạn như bây giờ không phải là tính số vân sáng trên cả cái trường L mà chỉ tính một đoạn nào đó, thì ở đây chúng ta cũng là tổng số vân sáng trên cái đoạn MN của hai bức xạ lambda 1 và lambda 2 rồi trừ đi số vân trùng nhau trên cái đoạn đó. Khi có giao thoa thì vị trí vân sáng của bức xạ lambda nào đó sẽ bằng KI bằng K lambda đi trên A. Thì khi hai vân sáng của hai bức xạ trùng nhau thì ở trong cái lý thuyết của phần trước thì chúng ta biết rằng K1 bằng PN, K2 QN nào đó. Thì cái vị trí trùng nhau thì nó chính là bằng N lần P lambda 1 đi trên A. Đây là N lần PI. Đây chính là vị trí của các vân trùng nhau. Hoặc là có thể tính theo lambda 2 thì là NQ lambda 2 đi trên A. Số vạch trùng quan sát được trên cái trường giao thoa L tức là trừ L trên 2 nhỏ hơn hoặc bằng x trùng nhỏ hơn bằng L trên 2. Rồi thay cái biểu thức trên xuống và chúng ta sẽ thu được biểu thức sau như thế này. Suy ra là số vạch trùng là số giá trị N thỏa mãn cái biểu thức sau này. Xét số vân trùng trên cái đoạn MN thuộc L thì chúng ta cũng làm tương tự là XM sẽ nhỏ hơn nó bằng cái vị trí trùng này, nhỏ hơn nó bằng cái vị trí điểm N. Để giả thiết rằng XN là lớn hơn XM, trong đó X là tọa độ, khoảng N chỉ là số giá trị N, số vân sáng trùng thuộc MN. Ở đây ta có ví dụ 1. Xét hai cái bước sóng lambda 1 bằng 0,5 micromet, lambda 2 bằng 0,4 micromet, D bằng 2m, A bằng 2mm, L bằng 13mm. Đây là trường giao thoa. Số vân sáng trên trường giao thoa sẽ bằng bao nhiêu? Giải.
ta có khoảng vân của bức xạ 1, tức là lambda 1 đi trên A, và thay thức vàng nhớ rằng đổi ra mét là 0,5 nhân 10 trừ 6 nhân với d bằng 2 mét này, chia cho A đây là bằng 2 mm, là 2 nhân 10 trừ 3 mét và bằng 0,5 mm. Từ đấy số vân sáng của bức xạ lambda 1 sẽ bằng 2 nhân với khoảng vân chia cho 2i lấy phần nguyên cộng với 1. 1 để chúng ta biết rằng nó chính là vân trung tâm. Và tính toán ra được 27 vân. Tương tự như vậy, đối với bức xạ lambda 2 thì khoảng vân của nó sẽ là 0,4 mm và số vân sáng của lambda 2 thì sẽ là 33 vân. Số vân trùng nhau sẽ bằng K1 lambda 1 D trên A, nghĩa là K1i, và hoặc là bằng K2i. Thì ta biết I1, I2 rồi, thì ta thay vào đây sẽ là K1 trên K2 bằng lambda 2 trên lambda 1, hoặc K1 trên K2 bằng là I2 trên I1 hoặc 4/5. Từ đấy K1 sẽ bằng 4 lần số nguyên và K2 bằng 5 lần số nguyên. Vị trí các vân trùng nhau sẽ bằng K1 I1 và bằng 4N nhân với I1, cho nó K1 ở đây là 4N. I1 ở đây là bằng 0,5, cho nên là 4 nhân 0,5 là bằng 2. Vị trí các vân trùng nhau sẽ lớn hơn và trừ L trên 2 và nhỏ hơn hoặc bằng L trên 2. Từ đấy ta thay vào và ta thu được các giá trị N là 0 cộng trừ 1 cộng trừ 2 cộng trừ 3. Vậy từ đấy là có 7 vân sáng trùng nhau và N của vân sáng trùng nhau là 7. Vậy số vân sáng ở đây sẽ bằng là 33 cộng 27 trừ đi 7 và bằng 53 vân. 33 vân sáng của lambda 1 và 27 vân sáng của lambda 2 và trừ đi số vân trùng nhau là 7. Bậc trùng nhau của từng bức xạ và vị trí trùng nhau. Từ bài toán trên thì tìm khoảng cách giữa hai vân sáng trùng nhau gần nhau nhất. Ở đây ta lập một cái bảng để ta xét này. Với n bằng 0 cộng trừ 1 cộng trừ 2 cộng trừ 3 thì K1 ở trong cái phần trước chúng ta thấy rằng nó bằng 4n. Đấy, bậc của vân sáng trùng nhau của lambda 1. 0 n1 thì đây là 4 cộng trừ 4. N cộng trừ 2 thì đây là cộng trừ 8, cộng trừ 12 vân vân. Đây là bậc vân trùng nhau, đây là bậc 0, bậc 4, bậc 8, bậc 12. Tương ứng vậy đối với lambda 2, K2 nếu N bằng 0 này thì K2 bằng 0 này. Cộng trừ 1 là cộng trừ 5, cộng trừ 2 thì K2 bằng cộng trừ 10 vân vân. Bậc 0, bậc 5, bậc 10, bậc 15. Tương ứng vị trí trùng nhau là 0 là 4i1, 8i1, 12i1. Từ đây ta có một nhận xét là khoảng cách giữa hai vân sáng trùng nhau liên tiếp là như nhau và là 4i1 hay là 5i2. Thì đây, ví dụ như là khoảng cách từ vân trung tâm đến vân trùng nhau thứ nhất là 4i1, hoặc là vân trùng nhau thứ hai và vân trùng nhau thứ nhất thì là 8i1 trừ đi 4i1 thì bằng nó để là 4i1 và bằng 2 mm. Nghĩa là các vị trí trùng nhau cách nhau rất là đều đặn. Chúng ta sang bài tập 1. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe iyeng, ánh sáng được dùng làm thí nghiệm gồm có hai thành phần đơn sắc có bức sóng là lambda 1 bằng 0,6 micromet màu vàng và lambda 2 bằng 0,75 micromet màu đỏ. Khoảng cách giữa hai khe là A bằng 1 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 mét. Khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng gần nhất trùng với màu của nó là bao nhiêu? A 5 mm, B là 5,5 mm, C là 6 mm và D là 6,4 mm. Chúng ta có 1 phút rưỡi để thực hiện bài toán này. Mời các em thực hiện.
đây chúng ta có thể tìm cái vị trí vân sáng trùng nhau lần thứ nhất là được rồi, vì nó chính là khoảng cách từ vân sáng trùng nhau bậc 1 đến vân trung tâm. Hết giờ, thầy sẽ hướng dẫn giải cái bài toán này. Thì ở đây chúng ta tóm tắt là lambda 1 là 0,6 mm, lambda 2 là 0,75 mm và a 1 mm, d bằng 2 m. Khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng gần nhất cùng màu với nó, thì cùng màu với nó thì chính là cùng màu vân trung tâm. Đấy, chúng tính khoảng cách từ vân sáng trùng nhau thứ nhất đến vân sáng trung tâm. Thì đây là một cái hình dung thôi, chứ nó không phải là chính xác đối với bài toán này. Thì thầy đưa ra cái hình ảnh để chúng ta hình dung thôi. Áp dụng công thức tính khoảng vân, ta tính được là I1 bằng 1,2 mm và I2 bằng 1,5 mm. OM nghĩa là khoảng cách từ vị trí trung tâm đến cái vị trí ta trùng nhau thứ nhất, gọi là M, chính là bội số chung nhỏ nhất của I1 và I2. Thì khoảng vân trùng nhau trùng ấy sẽ có bội số chung nhỏ nhất của I1, I2. Cái này thì toán học thì chúng ta làm được rồi, hoặc máy tính bỏ túi của chúng ta cũng có thể thực hiện được cái phép tính này. Thì bằng bội số chung nhỏ nhất của tương ứng với giá trị là 1,2 và 1,5. Thì ở đây rõ ràng là nó có thể là 1,2 nhân 5 là 6, bội số chung của nó chính là 6. Bội số chung nhỏ nhất là 6. 1,2 nhân 5 hay là 1,5 nhân với 4 thì bằng 6. Vậy là khoảng cách ngắn nhất giữa hai vân trùng nhau chính là 6 mm. Bài tập 2 cũng dùng dữ liệu của bài toán 1. Ở đây các em tính số vân sáng quan sát được trên cái đoạn ON bằng bao nhiêu? Với ON bằng 17,65 mm. Không tính vân trung tâm. Đáp án A 23 vân, đáp án B là 24 vân, đáp án C là 25 vân, đáp án D là 26 vân. Các em có 1 phút rưỡi để thực hiện bài toán này. Thì gợi ý thì chúng ta áp dụng lý thuyết mà cái này chúng ta vừa học, đó là chúng ta tính cái số vân sáng của bức xạ lambda 1 trên cái đoạn ON, rồi tính số vân sáng của bức xạ lambda 2 trên cái đoạn ON, và trừ đi số vân sáng trùng nhau trên cái đoạn ON. Bây giờ thầy sẽ đưa ra hướng dẫn giải bài toán này. Ở bài 1 thì ta có khoảng vân I1 bằng 1,2 mm và I2 bằng 1,5 mm, khoảng vân trùng là 6 mm. Nếu làm thí nghiệm với từng màu thì ta sẽ thu được số vân sáng màu vàng, nghĩa là tương với lambda 1 là 14 vân, nghĩa là phần nguyên của cái thương số 17,65 chia cho 1,2. Tương tự như vậy thì số vân đỏ trên cái đoạn ON là 11, phần nguyên của cái thương số là 17,65 chia cho 1,5, chia cho khoảng vân I2. Nếu các vân vàng và đỏ ở trên không có vân nào trùng nhau thì tổng số vân sáng sẽ là tổng của hai cái vân này.
nhưng mà chắc chắn là sẽ có vân trùng nhau. Cho nên lúc này ta phải lấy cái số tổng vân sáng đó trừ đi số vân trùng nhau. Ở đây ta sẽ tính cái số vân trùng nhau, nghĩa là lấy cái độ rộng của đoạn ON rồi chia cho cái khoảng vân trùng nhau, nghĩa là chia cho 6 thì ta được 2,94, nghĩa là số vân trùng nhau trên cái đoạn ON là 2. Ở đây số 94 cho ta biết rằng là bên ngoài cái đoạn ON sẽ có một cái vân trùng nhau gần với cái điểm N. Nhưng bên trong đoạn ON thì chỉ tính là hai vân trùng nhau thôi. Vậy ta lấy số 25 trừ đi 2 bằng 23 vân sáng. Tiếp tục bài tập 3. Cũng dùng dữ liệu của bài toán 1. Chúng ta tính cái số vân màu đỏ quan sát được trên cái đoạn CD với OC bằng 5,4 mm và OD bằng 6,73 mm. Trong đó C và D nằm ở hai bên vân sáng trung tâm. Nghĩa là C và D nằm ở khác phía so với vân trung tâm. Đáp án A là 6 vân, B là 7 vân, C là 8 vân và D là 10 vân. Chúng ta cũng có 1 phút rưỡi để thực hiện bài toán này. Ở đây số vân màu đỏ chính là số vân của bức xạ lambda 2. Ở đây chúng ta phải tính xem là trong cái đoạn CD có bao nhiêu vân màu đỏ, rồi chúng ta cũng phải trừ đi số vân trùng nhau. Bây giờ thầy sẽ đưa ra cái đáp án của bài toán này. Ở bài 1 thì chúng ta đã tính được khoảng vân của màu vàng và màu đỏ. Thì và khoảng vân trùng là 6 mm. Thì giả sử ban đầu chỉ có màu đỏ thôi thì ta sẽ tính được số vân đỏ trên cái đoạn CD chính là N đỏ ban đầu bằng OC chia cho Y đỏ cộng OD chia Y đỏ, lấy phân nguyên của nó rồi cộng với 1, đây chính là vân trung tâm. Từ đó thì ta tính ra được là bằng 8. Khi có cả ánh sáng màu vàng thì một số vân đỏ tham gia tạo thành vân trùng nên số vân đỏ giảm đi. Ta cũng làm tương tự như trên, thì ta chia cho cái khoảng vân y trùng thì ta sẽ thu được là bằng 2. Ở đây số 1 đây chính là vân trung tâm, chính là vân trùng nhau. Thì ta lấy số vân đỏ rồi trừ đi số vân trùng nhau thì ra được số vân đỏ còn lại là 6 vân. Bài tập ôn tập. Bài 1. Trong thí nghiệm giao thoa với khe nghiêng, nguồn sáng S là nguồn hỗn tạp gồm hai ánh sáng đơn sắc. Ánh sáng lambda 1 bằng 520 nanomet. Ánh sáng của bức sóng lambda 2 thuộc vào khoảng từ 620 nanomet đến 740 nanomet. Quan sát hình ảnh giao thoa trên màn, người ta nhận thấy trong khoảng giữa vị trí trùng nhau thứ hai của hai vân sáng đơn sắc lambda 1 và lambda 2 và vân trung tâm, không kể vân trung tâm, có 12 vân sáng với ánh sáng của bức sóng lambda 1 nằm độc lập. Thì lúc này bức sóng lambda 2 có giá trị là bao nhiêu? Bài tập 2. Thực hiện giao thoa ánh sáng với nguồn gồm hai thành phần đơn sắc, nhìn thấy có bức sóng là lambda 1 bằng 0,64 micromet và một bức sóng lambda 2 nào đó. Trên màn hứng các vân giao thoa, giữa hai vân gần nhất
cùng màu với vân sáng trung tâm, đếm được 11 vân sáng. Trong đó số vân của bức xạ lambda 1 và của bức xạ lambda 2 lệch nhau là 3 vân. Số vân của bức xạ lambda 1 và bức xạ lambda 2 là lệch nhau là 3 vân. Chúng ta chú ý bước sóng của lambda 2 là bao nhiêu. Về nhà chúng ta thực hiện hai bài toán này và lần sau thì thầy sẽ giải đáp hai bài toán này. Nhưng mà khi các em làm được, các em phản hồi cho thầy kết quả của bài toán hai bài này là bao nhiêu. Buổi ôn tập đến đây kết thúc. Chúc các em học tập tốt. Hẹn gặp lại các em vào lần sau. Xin chào các em.